Đó nè. Cá mó thì ột đi xa hơn chỗ ngày hôm qua mấy lý nữa của chú anh chị. Chỗ hôm qua câu yếu ớt quá thì thống kê nãy mấy ông ra ghi ông bán cá, ông nào nhiều nhất là được 600 mấy, ông nào ít nhất là được 300 mấy, của chú anh chị từ 300 mấy tới 600 mấy, thì nói chung là yếu ít oi. Rồi bữa nay ột đưa anh em đi xa hơn, khơi hơn vài lý nữa câu. Dạ giờ bật đèn anh em dậy tập trung ăn cơm rồi câu ngày hôm nay của chú anh chị. Dạ sẵn bữa ột xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị em ăn cơm cùng ột và anh em đồng thúng luôn. Bữa nay giờ cho ăn mực, mực là khoái à. Dạ giờ đã tới điểm câu rồi cô chú anh chị. Chỗ này thì mấy ông rê xuống nữa vừa. Chỗ đây cũng được không có chú anh chị, biển giả thì cũng không dám nói chắc chắn, nhưng mà theo câu hồi giờ chỗ đây rê cũng ngon quá. Dạ ột xin mến chào ngày mới cả nhà, xin mến chào ngày mới cô chú anh chị em. Dạ ngày mới ột kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, may mắn, bình an. Dạ ột cũng vừa mới neo dầm neo đầu tiên đây cô chú anh chị. Giờ ột xin phép về sau để sửa soạn câu. Thành quả ngày hôm nay được nhiều ít gì để gửi tới cho cô chú anh chị xem và ủng hộ cho ột. Dạ giờ ột xin mời cả nhà theo dõi hết video để biết thử thành quả bữa nay ột câu được như thế nào ạ. Mới. Dạ còn mong sao bữa nay được may mắn kiếm gạo.
nghỉ ngày hôm qua ụt sức con cá bớp đó, quá là tiếc luôn cả nhà. Cái con cá bớp á nó khó sức lắm, nó khó bị sảy lử lắm, do cái thịt nó dai của chú anh chị à, mấy cái mép mỏ nó, cái thịt nó dai lắm, nó mà ăn vô mà lủng qua là khó mà sức lắm. Từ khi mà mình sơ ý mình bị đứt cước à, hay là đứt cáp đâu à, chứ khó mà sức lắm. Vậy mà ngày qua nó sức quá ủ luôn, kéo vô kéo đầu nó gầm xuống lừa lâu là lúc đó ột sợ ghê cả nhà, ột nghi rồi phập phòng sợ có khi nào sức cũng tở, ai về nó sức thiệt luôn cả nhà, quá là uống luôn. Cho con cá bớp á nó khó sức lắm. Con cá thu nó vậy mà nó rẫy lử hay, mà cái da mỏ của nó mềm mà nó giòn nữa, nó rẫy nó dễ sức hơn. Còn con cá bớp á, cái mép của nó dày mà nó lại dai nữa cô chú anh chị, nó khó sảy lắm. Cho vậy mà ngày qua bị sảy quá uổng luôn à, lừa cả đảo luôn, cho lừa rồi, lúc nó ăn vô nó cầm câu, nó nẹt câu, nó đi ghê luôn á, tưởng đâu kiếm con nữa là tốn mánh luôn. Con cá đổng này để nhỏ à, con cá đổng nhỏ. Thank you.
Dạ giờ cũng đã hết giờ câu rồi nè cô chú anh chị, giờ cũng câu rồi dẹp dọn vô. Bữa nay nó thảm quá, tay thảm. Bữa nay câu mà nó thảm ghê luôn á, câu thép mà buồn ngủ ghê luôn. Nước non lỉnh bỉnh luôn. Đá sắt bên này thảm hết tay luôn cô chú anh chị à. Dạ số lượng cá như đây ột kiếm được 400.000 không biết nữa. Số lượng cá đây chắc cỡ không tới 400 đâu, cỡ 300 mấy à. Dạ giờ ột sẽ xin phép đậy nắp thùng lại rồi đi vớt thúng vô, giờ này cũng gió lại rồi. Từ đây mà lũi về gần á cũng đã đầu luôn cho ít ta. Đê thét nó xuống dưới đây luôn à. Không có thấy hòn lao nữa luôn cô chú anh chị. Hòn lao xa thăm thẳm luôn. Đó hòn lao giờ thấy mờ mờ luôn à. Xa ghê luôn á. À. Đây chút nữa là xuống tới mũi La Gàn chùa Hang là cô chú anh chị. Chỗ đây là chùa Hang này. Đó chùa Hang á, đó mấy cái nhà đó là bãi du lịch chùa Hang á cô chú anh chị, chùa Hang của tỉnh Bình Thuận á, chỗ đó là nó có bãi đá bảy màu á, đó ngang chùa Hang luôn đúng không? Từ đây mà chạy về đá đò rồi chứ. Dạ giờ mấy anh em tập trung về kéo thùng chạy vô cô chú anh chị, giờ này 12:43 chạy vô đó chắc cũng 3:30 cho ngược gió ngược sóng á cô chú anh chị, chạy về gành á ngược gió ngược sóng chạy nó nặng, chạy với lợi ghi ột tính cái bộ mà chưa kéo á kia nó cũng đóng hầu đóng rong quá nên chạy nó nặng, đợt giờ ột chạy hao dầu ghê không cô chú anh chị, chạy nặng chạy á đi ra lớn mà mở lần mấy cái máy thủy này mà đi ra lớn là nó hao dầu ghê không cô chú anh chị. Cá tàu hả? Anh phố lùng bữa nay được con cá thu của chú vậy. Anh nói mới ăn à. Mới ăn là thả về luôn hả? Ô hai ô bự hả? Chục ký không? Ô 8-9 ô con cái còn dịu luôn à, mới ăn nó xì không à. Ô đã. Chú cha đã dữ. Con cá mới ăn luôn à, con cá nó còn dịu nhiễu luôn à cô chú anh chị. Tức là con cá đây anh thả về là anh dẹp dọn, anh thả tao lắm chưa cúng câu lên á rồi cái thả tao nó để luôn. Ồ may mắn rồi, giờ cuối cùng mà để như vậy thôi chứ đó, để hay không mà giờ cuối cùng á là mới đã coi chú anh chị, đã hơn là những con sớm chứ không phải là không đã. Ngồi ráng đó coi chú anh chị à. Ngồi ráng nhau hả? À ngồi ráng nó mới ăn. Bố luôn có cái tật là thả rê rê ngồi ráng. Ồ con đây gạo hả? Nó ăn ngoài đây sao hả ta? Ừ, ăn tiếc nách nè. Ăn ngoài nách sao mà tiếc nghe nách luôn à. Nghe nách luôn à. Đã ghê. Vậy là có nước uống tiếp.
mấy anh em câu kiếm ăn được à, không có kiếm gạo cũng từ 5-6 tâm 6-7 tâm đô lại, nói chung là đều 5-6 tâm 6-7 tâm. Đặt đi anh nào vô đi chơi nha. Đây à, chúc mừng thành phố nha, cá từ còng từ cứng luôn đã ha. À, bữa nay húp cháo đỡ biết. À, húp cháo đỡ. Mớ bữa nay nước nó lên. Nước lên nha. Tu trời. Nhốt người ta trong đây à? Nhốt người ta trong đây luôn à. Người ta chờ nãy giờ nhốt trong đây. Rồi xong đi. Là bé. Được dài tâm không? Thì cũng rau lụm đi. Nó rẹt rẹt. Có cái rổ à. Cái 7 đồ cái rổ nè. Dạ. Rồi mấy lẻn. Hôm nay biết căng luôn. Căng ra đây. Cái này của chị hả? À, của tôi á. Rồi có đục cho nửa ký đi. Rồi, xe không muốn. Muốn. Bỏ thêm không? Cho nửa ký. Bữa đi phao cho ổng. Bữa này biết em bị có phao không? Phao cho ổng bữa ấy. Anh ọt cái thức ăn đây. Chị, bỏ bị cái đóng đó nè, gì Dung? Chị hả? Rồi, ký mấy? Cái này thay cho em ký 3 thì nó nhít chút thôi được không? Rồi, ký 3. Rồi, có đóng rồi. Đóng bự nó, còn đóng nữa bỏ lại cho. Rồi vớt ký đi, vớt trong ký đi. Nè bỏ thua trong ký luôn đi hả? Cái nhỏ chị biết hả? Cái ký mốt rồi trong ký. Đó rồi. Rồi chín lẹ đi. Cái này nó nhỏ quá giờ. Chín lẹ không? Rồi vậy tắm tiền. Còn đi. Hãy đi lên chợ bán. Chợ bán. Đi để pha. Cô đi lên đó đi, cái giờ này trễ 4 giờ rồi. Trễ thì trễ đem lên chợ muối. Của chị hôm nay có được khôn tí nè nha. Ủa đi máu bên ké gì nè, chú anh chị. Đi coi. Mình bán được nhiều ít. Bán được 1 tâm rưỡi với 2 tâm 4 là 3 tâm 9 nè.
được 390.000. Còn cái máy nhỏ này, máy nhỏ bây giờ biết làm biết sao, được nhiêu ký? Được cái 7. Cái 7 là 50.000 ký, là 50.000 ký. Dĩ đi 85.000 nữa nè. Đi giường rác đi làm mai đi phao. Giờ mua đế cho anh ột đi câu chú anh chị. Ngày nào cũng một cục, một đế cục thì 8.000. Rồi không biết tạm dừng video để bên làm cá. Cảm ơn giờ biết tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà để luôn theo dõi ủng hộ video thanh ột. Giờ biết bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha. Cái này nó nhiều quá. 1 cái 6, 1 cái 7 mà sẽ lé qua một băm luôn à. Nhiều ơi là nhiều luôn.